大概就叫他问问海滩，我问一下他过老师给他，然后来给他干问问他，得xây dựng và làm phép ngôi nhà thờ đầu tiên của hai giáo họ mà hôm nay đã quy tụ ở đây để lần đầu tiên trong lịch sử có được ngôi nhà thờ cho mình. Tất cả đều là ân sủng và việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại. Chính vì vậy chúng ta hiện diện ở đây để tri ân cảm tạ Chúa và cảm tạ những cánh tay nối dài của lòng thương xót và lòng từ bi của Chúa. Chính nhờ vậy chúng ta có ngôi thánh đường bé nhỏ thân thương này. Xin Chúa chúc lành cho những người đã cộng tác trong công trình rất ý nghĩa này. Bây giờ Đức Giám Mục, Cha Quản Hạt và Cha Phêrô Trần Tuấn Thành sẽ cắt băng khánh thành vinh bởi Đức Cha và Quỳ Cha. Còn là chúng ta được một tràng vào tay thật lớn để chúc mừng giáo hồ Hồng Thổ là hồ hướng thánh đường mới này. Bây giờ Đức Giám Mục sẽ trao chìa khóa cho Linh Mục Quản Sứ, đó lên sự ủy thác cho Ngài trong việc trông coi nhà thờ và dẫn dắt cộng đoàn này. Tất cả cơ sở lớn nhỏ trong giáo Phật đều là tài sản tinh thần của ông bà anh chị em, là tài sản của giáo Phật. Để những tài sản đó do mồ hôi nước mắt của ông bà anh chị em, do tấm lòng đại lượng của các ân nhân đã giúp chúng ta xây dựng nên, tôi trao chìa khóa này cho Cha Quản Sứ, mong Cha bảo quản và đưa vào sử dụng đời sống mục vụ, đời sống tâm linh của người dân. Đoàn rước từ từ tiến vào nhà thờ. Đi đầu là thánh giá, tiếp đến là Đức Giám Mục. Trong niềm vui chúng ta bước vào ngôi thánh đường này với những bài thánh ca và thánh vịnh. Mà còn chủ lòng thương với xương xa bác
và các đường nhận đưa họ về với Đức Kitô là thủ lãnh. Quả thế, vì lòng thương, Chúa đã quyết định những ai vương lăng tội lỗi và bước xuống dòng nước thần thì được cùng chết với Đức Kitô và được trỗi dậy trong sạch, trở nên chi thể của người và cùng người được kế phần thưởng đời đời. Vì vậy, xin Chúa chúc lành thánh hóa nước này để khi lạy tên chúng con và các thường của ngôi nhà nguyện này, nước ấy trở nên chống chỉ chứ nước thanh tẩy cứu rỗi đã còn rửa chúng con trong Đức Kitô, làm cho chúng con trở nên đền thờ Chúa thánh thần. Và khi chúng con cùng với anh chị em cử hành các mầu nhiệm thánh trong ngôi nhà nguyện này đã được đặt tới Jerusalem trên trời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đến ngự các nhà cầu nguyện này và dùng ơn Thánh Thần thanh tẩy chúng ta là đền thờ người ngự. Vinh danh Thiên Chúa lên cao. Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban phước lành của Chúa xuống trên nhà nguyện này mà Chúa đã cho chúng con xây dựng lên, và xin Chúa cho các tín hữu khi tụ họp lại đây để gắn bó với lời Chúa và các mầu nhiệm thánh sẽ cảm thấy được Chúa Giêsu Kitô hiện diện, vì Người đã hứa đến ở với mọi người tập hợp lại nhân danh Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện đi cùng Chúa, nghiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Ngày ấy, cậu Gia-cốp đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm ngủ ở đó. Cậu chim bao thấy một chiếc thang dừng dưới đất, đầu thang chạm tới trời. Trên đó có các sần thứ của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Thiên Chúa của Abraham, tổ phụ ngươi, là Thiên Chúa của Isaac. Đất ngươi đang nằm, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất, ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây bắc nam. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này ta ở với ngươi, ngươi đi bất cứ nơi nào, ta sẽ gìn giữ ngươi và ta sẽ đưa ngươi về đất này. Vì ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi ta hoàn thành điều ta đã phán với ngươi. Gia-cốp tỉnh giấc và nói, quả thật, có Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết. Cậu phát sờ và nói, nơi này đáng sợ thay, đây là nhà của Thiên Chúa, là của trời, chứ không phải là gì cả. Sáng hôm sau, Gia-cốp dậy sớm, lấy hòn đá cầu đá gối đầu, dựng lên làm phù và đổ dầu lên đầu. Thank you.
Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, em anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô. Viên đá sống đồng bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống đồng mà xây nên núi ngôi đền thờ thiêng liêng, và lại để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thành, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật có lời kinh thánh chép: này đây ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn làm tảng đá góc tường, kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thờ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa. Số phận của họ là như vậy. Còn anh em là giống loài được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối và nơi đầy ánh sáng chiều huyền. Đó là lời Chúa. Amen, Chúa. Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: hôm nay
ơn cứu đồ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì có người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Đó là lời Chúa. Trên lá mộ các vị từng đạo đó là những
nhà mình để tụng họ cộng đồng nhất trí. Kính thưa cộng đoàn, giáo họ, hai giáo họ chúng ta đã hiện diện từ khoảng 100 năm, nhưng rồi không chưa có nhà mình, và rồi điều kiện xã hội, điều kiện chính trị, rồi điều kiện của thời tiết mưa lũ đã làm cho cha ông chúng ta tản mạn, và chúng ta tưởng rằng vấn đề tản mạn đó vô phương cứu chữa, bởi vì chưa có nhà nghỉ, chưa có một điểm để hội tụ hoạt động, thì làm sao biết đâu là cứ điểm của giáo họ? Nhưng nhờ ơn Thánh, chúng ta đã quy tụ lại với nhau hai giáo họ thân yêu đó, và hôm nay trở thành giáo họ mầu thọ với nhà nguyện viên. Ước mong rằng sau khi được khánh thành, ngôi nhà nguyện này trở thành ngôi nhà tâm linh của anh chị em. Ước mong rằng bất chấp những khó khăn, bất chấp những biến động trong tương lai, kể từ đây anh chị em, mong chào anh chị em đã có một điểm hội tụ tâm linh là chính ngôi nhà nguyện này. Và ước mong rằng sáng sớm, chiều tối, nhất là những ngày đặc biệt, chúng ta hiện diện ở đây để gặp gỡ Chúa, để nghe lời Chúa, để hát lên những bài thánh ca, để ôn lại những kỷ niệm xưa, để cầu nguyện cho những người đã ra đi, để cầu nguyện cho những người đã làm ơn, đã cộng tác với chúng ta trong trong công trình tìm lại dấu ấn, dấu tích của giáo họ chúng ta, và đã giúp chúng ta xây dựng nên ngôi nhà thờ này. Do đó, ngôi nhà thờ này trở nên với chúng ta quý hơn những ngôi nhà thờ khác, bởi vì đây là điểm hội tụ, đây là điểm gặp gỡ tương lai, đây là chỗ ẩn cho con cháu chúng ta mai sau. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và xin Chúa càng giúp chúng ta bước sang ý nghĩa thứ hai, đó là lời căn dặn của Thánh Phaolô: chính anh chị em mới là đền thờ sống động của Chúa. Nếu ngôi nhà nguyện thân yêu này, như tôi vừa nói, mang một dấu tích đặc biệt, một ý nghĩa sâu thẳm đối với chúng ta, thì chính mỗi người chúng ta, những người con của hậu thọ, mà càng mang một ý nghĩa đặc biệt. Để rồi mai sau, dù anh chị em đi đâu ở đâu, nhớ rằng anh chị em có cuộc sống đó trở thành hạt lúa gieo vào đất, trở thành một chút bột gieo vào, một chút men gieo vào đất bột để làm cho bột đẹp lên. Sau khi đã trải qua thời bao cấp với những điều kiện xã hội chính trị nghiền ngã, bây giờ chúng ta đã sang một giai đoạn khác. Tại sao tôi nghĩ rằng Chúa cho chúng ta cơ hội để không phải đi đâu xa, mà ngay bên cạnh, bên trái, bên phải, đằng sau, đằng trước, chúng ta vẫn có cơ hội để loan báo đạo Chúa cho người chung quanh chúng ta. Có điều là đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ để hỏi rằng chúng ta có sống đích thực đạo Chúa hay không, và chính nếp sống đạo của chúng ta có đủ sức để lôi kéo, để thuyết phục, để dẫn đưa người khác về với Chúa hay không. Nói đến đây tôi nhớ đến một lần kia tôi hỏi một giáo xứ, ở một giáo xứ hầu như là toàn tàu, hỏi giáo xứ rằng ở đây vấn đề báo cáo tin mừng như thế nào. Giáo xứ gãi đầu
nói rằng: xin lỗi, chúng con chưa nghĩ đến chuyện đó. Bởi vì có lẽ theo quán tính chỉ là lo cho đại sứ, lo cho sinh hoạt nội bộ của giáo sư. Và hỏi ở đây giáo sứ chúng ta toàn tầm thì còn bao nhiêu gia đình nữa, nói rằng chỉ còn 5-6 gia đình. Tôi hỏi có khả năng để giúp những gia đình đó trở lại với Chúa hay không, trở thành thành viên của giáo đạo Chúa hay không? Chắc sứ trầm ngâm một lúc rồi nói: khó lắm. Những gia đình đó bây giờ họ sống lâu với mình, họ sống tốt, họ đóng góp khi ta làm nhà thờ hay xây dựng cái gì, chính họ nhiều khi góp công góp của. Nhưng mà chuyện trở lại thì rất khó. Tôi hỏi, tôi ngạc nhiên hỏi tại sao. Chắc sứ nói: bởi vì họ sống quá gần và quá lâu với ta, họ biết tỏi những cái xấu, những nó thói hư của chúng ta, thì họ thấy rằng ta như họ, và nhiều khi càng ỷ thế cậy số đông, rồi dùng những phương pháp bá đạo còn tệ hơn họ, thì chưa có gì đủ để họ trở lại. Không hiểu ở nơi đi như nắng, nhưng mà nhiều nơi như rửa đậu. Chính vì vậy không bao giờ có thể tái lập cái chuyện mà ngày xưa ở một số nào đó ở Quảng Bình mà Hà Tĩnh người ta than phiền về chúng ta, nói về người có đạo thì kinh thì đọc ra là xin giúp là chẳng nọ cho, tức là kinh thì đọc rất to, mà khi tối lửa tắt đèn xin cái lửa thì nọ cho, nhưng mà thì đạo ở đâu? Tất cả chuyện đó nếu có đi vào chỉ vàng đổ xuống sông nhanh cho nó chảy ra giải cứu, bắt đầu từ giai đoạn này chúng ta phải sống từ bi nhân ái, giúp đỡ thân thiết với những người bên cạnh, với ý hướng là loan báo tin mừng, với ý hướng là vì chúng ta là con cái của đạo Chúa, chúng ta phải sống tốt và sống tốt hơn nữa. Chính chúng ta phải giúp đỡ họ khi họ gặp cảnh khốn quẫn, chính chúng ta phải mở rộng tấm lòng ra với họ, bất chấp họ là ai và ngay cả những khi họ xử tệ với chúng ta. Bởi vì đạo của ta, đạo của Chúa là đạo yêu thương mọi người, và Chúa vẫn đòi hỏi chúng ta phải yêu thương cả những địch thù. Nếu họ làm gì không đúng, họ sẽ có trách nhiệm với trời, với đất. Còn ta, vì là con cái của Chúa, ta phải làm phúc, ta phải làm ơn, ta phải yêu thương mọi người giống như Chúa của ta. Người đã nói, nếu mà các con phải noi gương cha trên trời, đứng cho mặt trời xuống trên kẻ lành người dữ, đứng cho mưa xuống cho người công chính cũng như kẻ bất tốt. Bởi vì nếu Chúa mà như ta, thì rất có thể trong cuộc sống của chúng ta có những năm dài tháng rộng không có một giọt mưa, cũng không có một sợi nắng trên đầu trên cổ chúng ta. Nhưng Chúa yêu thương chúng ta, vẫn cho mưa xuống, vẫn cho nắng lên để giúp đỡ chúng ta có cuộc sống, và giúp đỡ chúng ta có thể canh tác, có thể tiếp tục hiện hữu trên cuộc đời này. Hôm nay ngày khánh thành ngôi nhà nguyện thân thương này, ngày mà giúp chúng ta nhớ là cha ông chúng ta đã bao nhiêu năm ước nguyện là vẫn mộng ước không tròn, và hôm nay mộng ước đó đã tròn, đòi hỏi chúng ta phải cảm ơn Chúa và hành động cảm ơn Chúa hữu hiệu nhất và hay nhất, đúng đắn nhất là
sống dưới căn yêu thương của Chúa, trở nên chứng nhân của lòng thương xót, của lượng từ bi. Xin Chúa chúc lành cho cha bản xứ, cho quý cha, quý ân nhân, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ và giáo học, quý tất cả ông bà anh chị em thành viên của giáo xứ phụ kinh, đặc biệt thành viên của giáo họ Hậu Thọ. Amen. Mời mình toàn đoàn đứng lên để chúng ta xin Chúa làm phép bàn thờ này. Anh chị em rất thân mến, cộng đoàn chúng ta vui mừng hội họp nhau hôm nay để xin Chúa làm phép bàn thờ này và làm phép ngôi nhà nguyện thân yêu chúng ta. Chúng ta hãy chú tâm tham dự nghi lễ này, xin Chúa ái thương nhìn đến của lễ hội thánh dân trên bàn thờ này và làm cho dân Chúa trở nên của lễ muôn đời dân dân Chúa. Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Chúa đã nhận nghi lễ mà Đức Kitô của Chúa đã dâng trên bàn thờ thánh giả để cứu chuộc loài người. Chúa đang muốn lấy tình phục tử tập hợp dân Chúa lại nơi bàn thờ của Chúa để cử hành lễ tưởng niệm người. Vì thế, lạy Chúa, xin Chúa ai nhìn đến bàn thờ này mà chúng con đã thiết lập để cử hành các mầu nhiệm của Chúa. Xin cho bàn thờ này nên nơi tập trung chúng con, lời ca ngợi của chúng con và tạ ơn Chúa, nên tế đàn để chúng con dâng hy lễ của Đức Kitô trong nhiệm tích, nên bàn thờ để chúng con bẻ bánh ban sự sống và uống chén hiền nhất, nên nguồn chuối chảy ra cho chúng con dòng nước cứu độ muôn đời, để khi đến với Đức Kitô là tảng đá sáng lập, chúng con được lớn lên con người mà trở thành nền thành, và trên bàn thờ tâm hồn chúng con dâng đời sống, nỗ lực nên thánh của chúng con làm nghi lễ đẹp lòng Chúa và được Chúa chấp nhận để ca tụng Chúa muôn đời. Chúng tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa, như nhà nguyện này đầy cùng hương thơm dịu tế đàn, thì xin cho hội thánh Chúa cũng tỏa hương thơm ngát của Đức Kitô như vậy.
Oh,
chị em hay cầu nguyện để đi lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Thank you.
Lạy Chúa, Thiên Chúa, Đấng Soi rọi lòng dạ.
đầy thiên nhiên chúa nhân qua tội thần nhân không sai được thờ đến chư thiên thiên chúa này qua có thể
gìn giữ người trong lòng anh chị em và sẽ được cùng các thánh hưởng gia nghiệp anh phúc. Giờ đây đại diện cho hội đồng cùng như bà con và họ hàng họ, ông chủ tịch hội đồng cùng có đôi lời tri ân và cảm tạ đức cha, quý cha cùng như quý khách. Tổng kính đức cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam tử, quý vị ân phật nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn kính mến, trong một kỳ thánh thiên và ấm áp của mùa xuân mới 2019. Thay lời cho 203 giáo dân, giáo họ thọ, xin gửi tới đức cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách lời chúc mừng năm mới đầy bình an và trào tràn ân lộc của chúa xuân. Trọng kính đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn, hôm nay quả thật là một ngày hồng ân, nối tiếp hồng ân, niềm vui nối tiếp niềm vui của giáo xứ chúng con. Ngày mà cùng một lúc chúng con hành thành và đức tâm một hồ và cũng hiến ngôi nhà thờ giáo xứ hơn thế nữa, chiều hôm nay giáo họ nhỏ bé hầu trò chúng con rất hạnh phúc và vui mừng vì có sự hiện diện đầy tôn quý của đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn đến tiếp dân thánh lễ trong ngày hành thành và làm phép ngôi nhà thờ giáo họ. Đây là một hồng ân lớn, một niềm vui vô tả và hơn thế nữa là niềm tự hào cho giáo họ chúng con. Vì sau hơn một thế kỷ với bao nhiêu huyền ước của muôn bao thế hệ, thì hôm nay giáo họ chúng con có được ngôi nhà thờ thân thương này, chúng con có được như vậy trước hết là nhờ ơn Thiên Chúa ban. Vì chỉ có Chúa mới làm cho chúng con những điều kỳ diệu. Chúng con xin mượn lời Thánh Bình 125 để tạ tạ và người khác. Việc Chúa làm cho ta, ôi vị đại, ta thấy mình chát chứa một niềm vui. Trọng kính đức cha, hôm nay giáo họ chúng con rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên đức cha về với giáo họ hầu thọ. Chính sự hiện diện đấy, yêu thương đã nói lên tinh thần của người mục tử đối với đoàn chiên, rất là quá thánh lễ hôm nay tất cả đã thành hiện ngôi nhà thờ cho Thiên Chúa, để từ đây giáo họ chúng con có nơi để thờ phượng xứng đáng. Giờ đó mọi người chúng con đón nhận được nhiều ơn phúc của Thiên Chúa. Chúng con xin tri ân cảm tạ đức cha, chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha trong và ngoài giáo hạt dự vào sự quan tâm động viên khích lệ cùng với sự hỗ trợ cách này hay cách khác mà ngôi thánh đường giáo họ chúng con đã được hoàn thành sự hiện diện của quý cha trong thánh lễ này, gói gọn tất cả những tình đó. Cách riêng chúng con xin tri ân cha quản sự Phaolô về mục tử dân hiền, không những lo lắng xây dựng ngôi thánh đường vật chất cho giáo xứ giáo họ mà còn kiến tạo và gửi đất ngôi thánh đường đức tin cho chúng con trong 3 năm qua, mặc dù cha bận rộn trong việc xây dựng cả công trình của giáo xứ, nhưng ngày nào cha cũng hiện diện tại công trường nhà thờ giáo họ, rất là cha đã tìm nguồn tìm lực và lo mọi sự để giáo họ chúng con có ngôi nhà thờ này. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị lãnh đạo các cấp đã tạo điều kiện để cho giáo họ Hầu Thọ có nơi xứng đáng xây dựng nhà thờ. Chúng con cũng xin cảm ơn quý thầy, quý sư, quý hội đồng phụ, các giáo xứ, các giáo họ, quý ân thân nhân trong và ngoài giáo xứ, đặc biệt là quý bà con trong giáo xứ Phú Kinh đã động viên tạo mọi điều kiện và giúp đỡ vật chất cùng như tinh thần để chúng con có được ngày hồng phúc hôm nay.
Sự hiện diện của quý vị trong thánh lễ trọng đại này đã nói lên tình yêu mến và sự quan tâm yêu ái ấy. Để có được ngôi thánh đường khang trang đẹp đẽ này, chúng con xin cảm ơn các cầu thờ cùng với tất cả những ai lao động, dời niềm hy sinh quên mình của quý vị mà giáo hội chúng con có được ngày trọng đại hôm nay. Sau hết, chúng con xin cảm ơn các ban ngành, đoàn thể và hiện thầy những ai đã cộng tác giúp đỡ tổ chức thánh lễ khánh thành hôm nay được tốt đẹp. Trọng kính đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn, với sức hẹn và trí mong và với một giáo hội nhỏ bé, chúng con không thể tránh khỏi những điều sai sót trong công việc tổ chức. Tiếp đó, làm phiền lòng đức cha, quý cha và cộng đoàn xin mời người rộng lượng bỏ qua và hát gửi cho chúng con một lần nữa trong giây phút trang trọng và ngập tràn niềm vui hôm nay. Thật khó bỏ lời cảm ơn trọn vẹn nào để diễn tả tâm tình của chúng con. Lúc này, chúng con chỉ hiện trước lên Chúa lời tri ân cảm tạ và lời cầu nguyện chân thành, nguyện xin Thiên Chúa qua lời nguyện cầu của Thánh Phaolô quan thầy, giáo sứ đã có hồi hầu cùng như ba quân ơn lành hồn sáng xuống cho tất cả quý vị. Giờ đây chúng con xin dâng lên đức cha và quý cha bỏ hoa tươi thắm, gọi em tâm tình biết ơn của giáo sứ chúng con. Xin đức cha và quý cha vui lòng đón nhận. Chúng ta đồng tâm hòa tâm để làm tốt đức cha, quý cha cùng chúc mừng giáo hội hồ đồ. Giờ đây cầu nguyện chúng con xin cho đức cha cầu nguyện chúng con của đôi lời thần từ. Chân thành cảm ơn ông đại diện hội đồng mục vụ giáo hội Hồng Thọ vì tâm tình dành cho chúng tôi, cho bản thân tôi, cho cha chánh xứ cũng như quý cha hiện diện ở đây. Chúng tôi một lần nữa cầu chúc giáo hội sau khi đã có ngôi nhà nguyện thân yêu mà bao nhiêu đời ước mong chưa thành sự hôm nay đã thành sự. Ước mong rằng giáo hội tiếp tục cảm ơn Chúa, cảm ơn người bằng chính nếp sống hòa hợp yêu thương nhau, những thành viên của giáo hội và đặc biệt hơn đối với những người cùng sống chung trên mảnh đất yêu thương này. Bó hoa này giáo hội tôi đã nhận thay mặt cho quý cha đặc biệt. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man.